Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Ram ma cha lo ca thi ba ti sa hầm ba ti ca tan cha li an thi qua răng a ya cha tha san ni tha sat tap ba ra chấp kha cha ti ca đề se tu tham măng anu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê rim bi na yan cha ca yan su tan cha băng thăng a phi tham ma châm măng a cô ta yên tơ ta tu sạch cha đăng đăng ba bơ tha nay ye ba đi xa dạ mặt chê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng a trò hoa lành rải tạng mùi hương phát màu ánh sáng phi thường a chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi biết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc giá ngày dời chân an thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính ư pháp từ đó là nhôm kiều trận như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn nghi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con tiếp tục học theo như lời ngài dạy, thì tiếp tục học hành quẩn tiếp theo. Và con nhật bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui, một buổi học thanh tịnh đạo được an vui thanh. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Lâu quá không có vào trong pháp cú nên chúng tôi quên cái cách tập mic.
Khi nãy nghe cô Nhật Quỳnh cho biết là hôm nay chúng ta tiếp tục học về hành quẩn. Nhưng mà hành quẩn thì nhiều quá. Hành quẩn bất thiện và hành quẩn tịnh hảo. Hành quẩn tịnh hảo. Hành quẩn tịnh hảo tiếp theo. Và xin cảm ơn đạo hữu Quốc Thanh Nát. Nhắc lại là trong thanh tịnh đạo phần tuệ ngày Bố Thất Khu Xá, ngài có trình bày về và khi mà vị hành giả muốn quán chiếu danh sắc để thấy được cái sự vô thường biên hoại của danh sắc, thấy cái đặc tính khổ của danh sắc do vô thường và thấy được cái đặc tính rỗng không vô ngã của danh sắc, thì có nhiều cách để mà quán chiếu danh sắc đó, như là ngũ quẩn, tập nhị xứ, tập Phật giới. Thì từ sinh tới diệu đế v.v. Thì chúng ta về ngũ quẩn, nhưng mà trong cái ngũ quẩn đó mới học về sắc quẩn, thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn. Bây giờ chúng ta học tới hành quẩn và hành quẩn tịnh hảo. Hành quẩn nó gồm có 50 hành quẩn, bởi vì tâm sở thì có 12, nhưng mà thọ quẩn thì thuộc thọ tâm sở, tưởng quẩn là tưởng tâm sở rồi, cho nên chúng ta còn lại 50 hành quẩn. Thì trong 50 hành quẩn đó có 11 hành quẩn thuộc tợ tha, anh nhé, samana, cetasaka, 14 hành quẩn thuộc bất thiện, akusala, cetasaka, 25 hành quẩn tịnh hảo, sopana, cetasaka. Trong 25 hành quẩn tịnh hảo đó có 19 hành quẩn tịnh hảo biến hành. Vì 19 cái tâm sở này, 19 cái hành quẩn này là nó có mặt đều đủ trong 81, trong 91 tâm tịnh hảo. Không có tâm tịnh hảo nào mà có
có thể thiếu 19 hành quẩn tịnh hảo với hành này. Còn 6 cái hành quẩn tịnh hảo biệt cảnh đó, thì chúng ta đến lúc đó sẽ học. Còn bây giờ thì trong cái hành quẩn tịnh hảo biến hành, chúng ta đã nói về tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, trung hòa. Chúng ta tiếp tục học về 6 cặp hành quẩn tịnh hảo biến hành, 8-9 tịnh thân, tịnh tâm, kaya pasati và citta pasati. Citta pasati, tịnh tâm là chỉ cho cái tâm, trong trường hợp này chỉ cho thức quẩn. Và chữ ca giá, bác sĩ thí ca giá ở đây là để chỉ cho thọ tưởng hành quẩn. Thì hai cái thuộc tính tịnh thân và tịnh tâm nó có cái đặc tính là lắng yên không tháo động. Nhiệm vụ của chúng là làm cho tứ dinh quẩn đồng sanh được an nhiên. Khi một sát na tâm sanh khởi thì nó có 4 dinh quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đồng sanh. Thì hai cái thuộc tính mà tỉnh thân tỉnh tâm nó cũng là hành quẩn, nhưng mà nó trợ giúp cho thọ quẩn, tưởng quẩn và các hành quẩn khác ngoài ra nó được lắng yên, không có bị tháo động, không có sốc nổi. Thì như vậy được gọi là cái tâm sở tịnh thân. Còn tâm sở tịnh thân, tịnh tâm, cái thuộc tính này, cái hành quẩn này nó có cái chức năng là nó giúp cho cái sắc na tâm đó sanh khởi được yên lặng, không có bị tháo động. Và từ hai cái thuộc tính này chúng ta gom lại gọi là tịnh thân tâm. Và được khéo tu tập nó trở thành tịnh giác chi, gọi là bát thí vô thành giác. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập hay là chúng ta làm phước bố thí hoặc trì giới hay hành thiền, nếu thật sự là tâm thiện bố thí, tâm thiện trì giới và tâm thiện tu thiền nó sanh khởi đúng mức, thì nó sẽ làm cho cái trạng thái yên lặng, yên tĩnh. Còn nếu như
Khi mà chúng ta làm phước, bố thí hoặc là chúng ta hành thiện giữ giới, mà tâm còn tháo động, thì như vậy nó chưa phải thật sự là cái tâm thiện sinh khởi. Bởi cái tâm thiện là tâm tịnh hảo, thì luôn luôn nó phải có tịnh thân tịnh tâm. Cho nên chúng ta học cái trạng thái này cho nên kỹ, chúng ta mới có thể tôn tập cho nó chính xác được. Cái tiếp 10, 11 gọi là khinh thân khinh tâm. Chữ thân và chữ tâm ở đây chúng ta cũng hiểu như trên, tức là chỉ cho bốn danh quẩn đồng sanh. Thân là ba danh quẩn thọ tưởng hành, và tâm ở đây là chỉ cho thức quẩn. Cho nên khi mà định nghĩa thì khinh thân khinh tâm học chung với lại ca gia lô ta chít ta lô ta. Hai cái thuộc tính này nó có cái đặc tính là nhẹ nhàng, nó làm cho cái nhiệm vụ của hai cái tâm sở này, hai hành quẩn này là làm cho tứ dinh quẩn có trạng thái linh hoạt, vì nhẹ nhàng không có nặng nề. Khi mà chúng ta khỏe, tay chân của mình cử động nhẹ nhàng, cho nên nó đi nhanh, làm nhanh được. Còn khi mà chúng ta bị bệnh thì tay chân nó nặng nề, chúng ta giở tay giở chân không nhấc nổi thì cũng vậy. Khi mà tâm sanh khởi, tâm thiện nó có hai cái thuộc tính khinh thân khinh tâm này, mà nó làm cho cái trạng thái tâm được linh hoạt do cái tính chất nhẹ nhàng không có nặng nề. Hai cái đặc, hai cái thuộc tính hành quẩn kế tiếp là 12, 13 gọi là nhu thân nhu tâm. Kaya Muduta, Chitta Muduta. Chữ Muduta trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là cái tính mềm mại của thân danh quẩn và thức quẩn. Nhiệm vụ hai tâm sở này là làm cho tứ danh quẩn nó có trạng thái nhu nhuyễn, không có cứng nhắc, không có bị sượng. Một người mà họ khởi lên cái tâm tham, tâm sân, tâm si, thì cái thái độ của họ nó không có nhu nhuyễn được, không có lịch sự được. Họ cư xử nó có vẻ như lúng túng, là bởi vì thiếu cái tính chất gọi là nhu thân nhu tâm. Trong
trong khi đó thì tâm tình hảo hay là tâm thiện thì nó lại có cái đặc tính vô thân vô tâm. Cho nên cái tâm thiện nó có trạng thái nhẹ nhàng, nó có trạng thái mềm mộng, hai cái thuộc tính nhu thân và nhu tâm nó làm cho con người trở nên dễ dàng. Chúng ta đọc ở trong bài kinh Karani Karaniya, tức là cái bài kinh Metta Sutta. Ở đây chúng ta thấy những cái đức tính của một người tu tập tâm từ Chasu Đu Anatimani. Chữ mu đu ở đây tức là cái trạng thái nhu thuận. Một con người có cái tâm nhu thuận thì người đó có thể phát triển được lòng từ. Đây là cái đặc tính của hai cái hành ngũ nhu thân nhu tâm. Người có cái tính dễ dãi nó cũng do người đó xài cái tâm thiện nhiều. Tâm thiện nó có cái tính gọi là nhu thân nhu tâm, nó làm cho người này cũng có cái tính dễ dãi. Do cái nhiệm vụ của hai cái hành quẩn nhu thân nhu tâm. Bây giờ tiếp đến là cái hành quẩn 14, 15 gọi là thích thân, thích tâm. Cài cái cầm mây nhà ta, chính ta cầm mây nhà ta. Chữ thích ở đây đó có nghĩa là tương thích hay là thích nghi với cái phần sự. Thích thân thích tâm là cái tính thích ứng của thân danh quẩn và thức quẩn. Nhiệm vụ của hai cái hành quẩn này là làm cho tứ dinh quẩn có trạng thái thích nghi với mọi đối tượng. Thí dụ khi mà con người ta một cái thỏi vàng ở dưới đất thì cái tâm tham nó sinh khởi. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì đó không phải là cái thỏi vàng mà nó là một cục phấn. Thì lúc bây giờ cái tâm của người này họ sẽ chán ghét, họ gớm ghiếc, họ lợm dụng. Trong khi đó thì một người có tâm thiện, họ tu tập thiền quán,
khi mà họ nhìn thấy một cái cục vàng hay là một cục phấn, cái tâm của họ chỉ biết đó là cảnh sắc thôi. Họ đang tu tập thiền quán mà, tu tập do, cho nên một cái đối tượng tốt hay là xấu nó không làm cho cái tâm nó bị dao động, không làm cho tâm thiện bị dao động, bị thuận ứng hay là nghịch ứng đối với cảnh. Thì trong trường hợp này đều gọi là thích, thích thân, thích tâm. Cũng giống như trong trường hợp một người khó tánh, thì khi mà họ được cho nằm ngồi ở trên một cái ghế hoặc cái chiếc giường, mà gặp chiếc ghế hoặc chiếc giường mà nó thô thiển hay là nó không có êm ái, thì lúc bây giờ người này cảm thấy bực bội khó chịu, nằm lăn qua trở lại ngủ không được. Nó không có thích nghi được. Còn một người mà họ tu tập bằng cái tâm thiện, tâm thiện là tâm tịnh hảo, nó có cái thuộc tính rất thân thức tâm, thì sẽ thích nghi trong trường hợp. Cái tâm tịnh hảo nó nhờ có hai cái thuộc tính thích thân thích tâm, cho nên sống ở đâu cũng được, ăn cái gì cũng được, không chê không khen, nhưng mà thích nghi. Tôn giả Mahakassapa khi ngài đi khất thực, một người cùi đã dùng cái tay để bốc một nắm cơm bỏ vào bát của ngài, và có một lóng tay nó bị rụng xuống ở trong bát. Thì khi mà ngài Mahakassapa ngài thất khất thực vừa đủ, ngài mới quay trở về và ngài tìm một cái nơi để mà ngồi xuống thọ thực. Thì ngài dở nó bát ra, tâm của ngài rất là bình thản. Ngài nhìn thấy cái lóng tay của người cùi khi nãy, thì ngài không có dị ứng, không có gớm ghiếc, ngài chỉ bốc nó ra để ở dưới đất, ngài bỏ nó đi, rồi ngài cũng thọ thực một cách bình thường. Thì chính cái tâm tịnh hảo ở trong cái tâm đại tố của một bậc A-la-hán, cái tâm tố, tâm tịnh hảo đó, nó có được cái tính chất gọi là thích thân, thích tâm, cho nên mới cư xử được như vậy. Rồi 16, 17 gọi là thuần thân, thuần tâm. Kayappa Gunyata, Chittappa Gunyata. Hai cái tâm sở này nó tạo nên cái tính chất điêu luyện thuần thục của thân danh, danh quẩn và thức quẩn.
Nhiệm vụ của hai cái tâm sở này là làm cho tức duyên vững thành thạo biết cảnh. Cái tâm tình hảo nói chung và cái tâm thiện nói riêng, khi mà nó có được cái thuần tánh thuần thân thuần tâm thì khi mà nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hay là cảnh pháp, rồi lúc đó nó thuần thục, giống như là khi một người đã quen viết chữ, đã quen đọc chữ, cái sự thành thạo đó giúp cho họ mỗi khi mà họ cầm một quyển sách, họ mở ra, họ đọc được dễ dàng, thoải mái, không có trở ngại, không có trở ngại phải đánh vần từng chữ từng chữ. Thí dụ vậy, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái tâm thiện nó không có tánh thuần, và do vậy những con người mà thường xuyên sanh khởi tâm thiện thì con người đó họ học cũng giỏi mà họ hành cũng tốt, là tại vì thường xuyên có tâm thiện sinh khởi, cho nên cái chức năng thuần thục đó là nó có sẵn ở trong tâm thiện, nó giúp cho người này làm việc gì biết cảnh hay là suy nghĩ nó đều có cái tính thuần thục. Tiếp đến 18, 19, hai cái hành quẩn cuối cùng ở trong tình hảo biến hành gọi là chánh thân, chánh tâm, cà giá, cà chú chú cà ta, và chính tố chú cà ta. Chữ ô chú là ngay thẳng, chánh trực. Ô chú cà ta là làm cho nó ngay thẳng. Hai cái đặc tính này nó giúp cho cái tâm tình hảo thành tựu được cái tính chất trung thực, thẳng ngay, không có cong quẹo, cũng giống như là cái tâm bất thiện đâu. Cái tâm bất thiện nó có tính cách cong quẹo. Thí dụ như trường hợp một người mà có tánh tham hay tánh sân, khi mà người đó mắc phải cái lỗi lầm gì, khi mà người ta gạn hỏi có hay không có thì nó tìm cách nó trớ đi, nó không có thật thà,
nó không có chấp nhận. Trong khi đó thì một người tu tập và có cái tâm thiện thì cũng giúp cho họ, cái tâm thiện này giúp cho họ có cái tính trung thực. Khi mà làm việc gì mà được người khác hỏi hay là người khác chất vấn thì người đó sẵn sàng để trả lời là cái này là như vậy, có nó có, không nó không, có thấy nó có thấy, không thấy nó không thấy, có nghe nó không nghe, có nghe nó nghe, không nghe nó không, không nghe. Cho nên cái người có được cái tâm thiện đó, nhờ cố chú người ta mà họ có cái tính chân thật, họ có tính chân thật. Cho nên khi mà chúng ta học về Tán Pháp thì khi nói đến cái tâm tịnh hảo, thủ tánh tịnh hảo thì chúng ta cần phải hiểu rằng là ở trong cái những thủ tánh tịnh hảo, mỗi mỗi một cái thủ tánh nó có một cái chức năng đặc biệt, nó sẽ giúp cho mình thành tựu được những cái phẩm hạnh tốt. Nhưng mà nói phẩm hạnh tốt đây là mình phải khéo, mình phải khéo phát huy cái chức năng của cái đặc tính của cái thủ tánh đó. Người bình thường ở bên ngoài thỉnh thoảng họ cũng có khởi lên tâm thiện gì, nhưng mà vì tâm thiện của họ không sinh khởi thường xuyên, cho nên những cái thuộc tính này nó không có phát huy đến cái mức tối ưu, khiến cho một người thỉnh thoảng mới đi làm phước, thỉnh thoảng mới bố thí thì người này tánh của họ nó chưa phải hoàn toàn tốt. Tính thân và tính tâm là tính ngay thẳng của thân dinh quẩn và thức quẩn. Nhiệm vụ của hai tâm sở này là làm cho tâm, làm cho thân dinh quẩn biết cảnh một cách trung thực, nó không có méo mó. Như vậy là chúng ta đã nói xong về 19 cái tâm sở tịnh hảo biến hành. Bây giờ chúng ta lại nói đến 6 cái tâm sở hay là 6 cái hành quẩn mà thuộc về biệt cảnh, tịnh hảo biệt cảnh. 6 cái tâm sở hay là 6 hành quẩn mà thuộc về tịnh hảo biệt cảnh đó thì nó cần có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi tùy hỷ và trí tuệ. Chánh ngữ, chánh trị, chánh mạng gọi chung là viriti cittasika, tức là cái tâm sở ngăn trừ, tâm sở nhân trừ ác bất thiện pháp. Khi một người mà tu tập đó, ngăn những cái hành động sát sanh, trộm cắp tà dâm thì cái đó vừa là chánh nghiệp, ngăn cái sự nói dối, nó đâm thọc, nó độc ác, nó vô ích thì cái đó gọi là tín ngưỡng. Và có cái sự nuôi mạng trung thực tốt đẹp
Thì như vậy gọi là chánh mạng. Chánh ngữ, chánh ngợp, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì nó chỉ tương ứng với hai cái trạng thái tâm, tâm thị dục giới và cái tâm siêu thế. Khi chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng tương ứng với tâm thiện dục giới, tức là khi mà mình tu tập mình giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích, và nuôi mạng hết chân chính, thì lúc đó là mỗi một trong năm cái một của trong ba tâm sở nó sẽ sinh khởi để nó làm cái vai trò là ngăn ngừa thân ác hạnh hay khẩu ác hạnh, và ngăn ngừa cái sự đuôi mà bất tính. Thì khi mà tâm thị dục giới sinh khởi thì có, nhưng mà không phải lúc nào tâm thị dục giới cũng có ba sở giới phần đâu, và nếu có thì có từng thứ riêng lẻ. Thí dụ như mình gặp một cái con vật, thay vì mình người ta giết nó, nhưng một người tu tập giữ giới cho mình nhìn thấy cái con vật đó, thì cái chánh niệm nó sinh khởi ở trong tâm thiện là nó ngăn chặn cái ác ý sát sanh. Vâng vâng. Còn khi mà có sự cố ý ngăn cái lời nói ác thì lúc đó mới có chánh ngữ. Còn khi nào mà cố ý ngăn chặn cái sự nuôi mạng bất chính thì lúc đó mới có chánh mạng. Nhưng mà đối với tâm siêu thế thì chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, ba cái pháp này nó thuộc về bát chánh đạo. Có cái công năng là sát trừ phiền não, cho nên nhất định phải có và phải đi chung cả ba. Thì đó là nói về chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng. Còn nói về bi và tùy hỷ, bi tức là cái đặc tính mạng rung động trước cái nỗi khổ của người khác. Nhiệm vụ của tâm sở này là biểu hiện sự cảm thông nỗi khổ của tha nhân, đó là bi. Còn tùy hỷ đặc tính là vui theo sự thành công của người khác. Nhiệm vụ tâm sở này là biểu hiện cái sự bằng lòng với hạnh phúc của tha nhân. Khi mà một người tu tập có tác ý đến bi thì lúc bây giờ cái tâm sở bi nó mới có mặt ở
trong trong tâm của người đó, hay là người có sự ưa thích quan hỷ với hạnh phúc của chúng sanh khác, thì như vậy mới có cái tâm hỷ tương ứng được. Thì ở đây chúng ta hỏi rằng là tại sao bốn phương lượng tâm mà ở trong tháng pháp thì chỉ dễ có hai vị bi và từ hỷ, như vậy thì từ và tâm xã nó nằm ở đâu trong chi pháp? Thì xin thưa quý vị, cái tâm từ cái trạng thái mát mẻ, không nóng nảy, không làm cho người khác nóng nảy, không tự nóng nảy và cũng không khiến cho người khác nóng nảy, như vậy là đặc tính của tâm từ, nó thuộc về cái tâm sở vô sân. Còn hành xả ở trong xả vô lượng tâm thì hành xả ở đây chính là cái sở hữu Trung Hoa mà chúng ta vừa học, cái đó nó cũng thuộc hành quẩn tịnh hảo biến hành mịch ta cát mịch ta ta, tức là cái trạng thái quân bình của tâm, tức là không có bị thiên lệch khen hay chê, vui hay khổ, được hay mất, vinh hay nhục. Thì cái trạng thái tất cả mặt chất ta nó làm việc. Thì như vậy trong bốn phương lượng tâm từ bi hỷ xả thì bi vậy thì nó nằm ở trong thuộc tính, thuộc về hành quẩn tình hảo biệt ảnh. Còn từ và xã thì chi pháp của nó nằm ở trong tình hảo biến hành, như vậy thôi. Bây giờ chúng ta lại nói đến cuối cùng là vô si. Ở trong thanh tịnh đạo dùng cái từ gọi là vô si amoha, là ở đây chỉ cho tuệ quyền panyinriya. Trong thanh tịnh đạo thì cái tâm sở này, cái thuộc tánh này, cái hành quẩn này được gọi là vô si amoha. Nhưng mà ở trong thắng pháp tạm yếu luận thì cái tâm sở thứ 25 này được gọi là tuệ quyền quay nhìn ri giác. Cái tâm sở tuệ quyền này là đặc tính sáng suốt, hiểu biết không tâm tối. Nhiệm vụ của tâm sở này là xua tan tâm tối. Ở trong thanh tịnh đạo giải thích như khi một cái tâm tình hảo sinh khởi mà nó tương trí, thì cái tâm sở sinh khởi khi mà nhìn cảnh sắc, nghe tiếng vân vân, thì lúc bây giờ nó có cái sự nhận thức về tính chất pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã vân vân. Cho nên cái sở trí nó quan trọng lắm, thưa quý vị, tâm sở trí quan trọng lắm. Cái hành quẩn đó nó quan trọng, nhưng mà nó khó, khó làm cho cái tâm tường trí hợp trí. Những người bình thường khi mà họ làm phước, họ không biết cách để làm phước bằng cái tâm thiền hợp trí, tức
là lập phước phải có cái trí tuệ để mình nhận thức, để mình sắp xếp. Thì như vậy đây mình gọi là vô si. Thì ở trong cái mảnh đất cho tuệ mà nói về ngũ quẩn, thì ngài của Thân Cư Xá này trước tiên là ngài đề cập đến sắc quẩn, rồi kế đến thay vì thọ tưởng hành thức mà ngài nói rằng thức nguyên nhân thức quẩn nó nhiều quá, do đó cho nên ngài đem ngài nói trước nó quan trọng. Còn thọ tưởng hành thì nó đơn lẻ từng ý nghĩa, từng thứ, cho nên cái này cũng dễ nói là mới để sau cùng. Khi chúng ta học xong hành quẩn thì kể như là chúng ta học xong phần ngũ quẩn. Như vậy thì chúng ta đã học xong về 25 thuộc tánh hành quẩn tịnh hảo. Ở trong 50 hành quẩn được ngài Bố Thân Cô Xá này phân tích trong Thanh Tịnh Đạo là có 28 thứ biến hành Sadharana và 22 thứ biệt cảnh Bất Kinh Đức Cát. Như chúng tôi đã trình bày với quý vị là tợ tha biến hành tâm thì là xúc tư định mạng quyền tác ý. Năm tâm sở này phổ cập với tất cả tâm, không một tâm nào mà không có năm hành quẩn này, do đó cho nên gọi là tợ tha biến hành tâm. Thứ hai là biến hành bất thiện Akusala Sadharana, tức là si vô tà búi trạo cử hay phóng dật. Bốn tâm sở này phổ cập ở trong tâm bất thiện, không có một tâm bất thiện nào không có bốn hành quẩn này. Ba là biến hành tịnh hảo Sopana Sadharana, là tính niệm tàn quý vô tham vô sân, trung hòa tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm. 19 cái tâm sở này phổ cập tâm tịnh hảo, không có một thứ tâm tịnh hảo nào mà không có 19 hành quẩn này. Còn khi mà chúng ta nói đến 22 hành quẩn biệt cảnh đó, thì gồm có 3 loại: biệt cảnh tâm là Sabbacitta Pakkhinnika, là tầm tứ tham giải cần hỷ dục. 6 tâm sở này tương ứng được với 4 thức thiện, tương ứng được với thức thiện, thức bất thiện, thức vô ký, nhưng chỉ rải rác không phải với tất cả
thức, nên gọi là biệt cảnh tâm. Trong sáu tâm sở này có thứ biệt cảnh hợp tâm này, có thứ biệt cảnh lại hợp với tâm khác, không có đồng nhất. Thì cái phần biệt cảnh này bởi nó hơi dài, do đó chúng ta sẽ học ở sau. Quý vị Phật tử nhớ từ sau là chúng ta học về phân loại hành quẩn biệt cảnh, phân loại hành quẩn biệt cảnh. Tuần sau chúng ta học phân loại hành quẩn biệt cảnh. Còn bây giờ thì chúng ta nghĩ, bây giờ chúng tôi nhất là ở đây xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho dùm, rồi chúng ta hỏi phước phúc dùm. Nam Mô Phật Thầy Dạ. Kính chúc chư Tùng Đức và quý vị Phật tử chúng ta sau cái mùa Tăng Y Ca Thí Ná trở lại học được tinh tấn, có trí tuệ sáng suốt để lãnh hội pháp. Và bây giờ xin cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh. Tất cả anh phu hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, có sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thu lần tay thay mặt đầy chúng trong rung. Con xin được thành kính tri ân Ngài Tề Siêm Từ Bi Hoan Hỷ Quang Lâm Đạo Tràng để thuyết giảng môn vi diệu pháp trong ngày thứ bảy hôm nay. Và cũng xin ra được thành kính tri ân Đại Đức Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ chúc phúc cho rung sau khi nghe pháp. Phát Thần Na xin được kính mời toàn thể các quý vị hồi hướng phước báo mà chúng ta vừa đã tạo được trong giây phút vừa qua, như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy pháp và thính pháp. Ya thế và đa san ti vi ha ra wa si ni tu pe kha re po thi kha re ta hing ta hing ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so ting ka ron te tha vi ha ra man da le thế ra cha ma cha na va ca cha phi kha vô sa mi ca đa na pa di u pa sa ca ca ma cha de sa ni ca ma cha i sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la pu cha ye pi cha an da sam pa wa sang se da cha ta ta vo pa pa ti ca ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te สาเบปิดุคาสักรณทุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธาราชภูคาลาสังโฆตุสมาโควะอัตถายะจาหิตายะจาอัมเหระคตุสัทธรรมโมสาเบปิธรรมจาริโนวุทธิงสัมปาปุไนยามาธรรมาอริยาปาเวดิเตอิดังวัตโนปุญญังอสาวคายวหังนิพพานัสสะปัจเจโยโหตุโยเฟบ báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sáng Khai. Và kính bạch chư đại đức ta.